Chào anh Chào bạn. có thể cho em xin một chút thông tin về bản thân anh được không? Ok, được. Mình là Trường, mình hiện đang làm kỹ sư thiết kế điện cho công ty Lilama. Vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn anh hôm nay đã đến với cửa hàng Lomobile, và anh đã có chọn một chiếc tai nghe iPhone 5. Thì anh đã nghe qua rồi và anh cảm nhận thấy cái tai nghe iPhone đó thế nào? Mình nghe thử qua thì thấy rất âm nó tốt, bass nó căng, mình thích kiểu thích nghe nhạc nhạc nhạc, nhạc sàn ấy. Thì thấy âm thanh nó phù hợp với lựa chọn của mình. Và về chất lượng cũng như là cái chất lượng của cái sản phẩm nó, anh cảm nhận nó như nào? Chất lượng đầu tiên là mình cầm mở vào hộp ra thì thấy vỏ hộp chắc chắn, dây nó mềm, thì mình cũng tin tưởng đấy là hàng chính hãng. Anh đã tìm hiểu qua về giá thành của sản phẩm tai nghe iPhone 5, iPhone chính hãng chưa? Mình cũng tham gia một số diễn đàn thì cũng tham khảo một số anh chị trên diễn đàn thì cũng cũng biết được cái giá tai nghe ở trên thị trường, mà nếu mà giá hàng chính hãng nó đắt tầm khoảng 500-600 nghìn. Thì anh thấy cái mức giá của bên Lộc Mobile bên em thì là 250, thì nó có ổn không Mình nghĩ mức giá nó quá phù hợp rồi. ạ? So với tai Piston người ta lại thì nó quá phù hợp. Vâng. Em cũng muốn nói luôn là để cho anh yên tâm sử dụng và yên tâm đó là hàng chính hãng, thì bên em sẽ tặng 10 triệu đồng nếu mà ai phát hiện ra đấy là không phải là hàng chính hãng, đấy là hàng fake, thì bọn em bên em sẽ tặng 10 triệu đồng. Vâng, cảm ơn anh.